Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe KZ-S1D True Wireless. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị chuẩn Bluetooth 5.0. Thời lượng pin sử dụng liên tục là 3 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 12 giờ đồng hồ. Rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng 1 ngày. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì trước hết các bạn hãy mở nắp ra, nhấc tai của chúng ta ra khỏi đốc sạc. Sau đó trên điện thoại các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó, trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra tên của chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần chọn vào đó. Như vậy là các bạn đã kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động của các bạn thành công. Để nhận cuộc gọi đến, các bạn chỉ cần chạm một lần vào tai bên phải. Và để kết thúc cuộc gọi, các bạn cũng làm như vậy, hãy chạm một lần vào tai bên phải. Và để từ chối cuộc gọi thì các bạn chỉ cần chạm và giữ vào tai bên phải khoảng 2 giây. Khi nghe nhạc, các bạn muốn tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát thì chỉ cần chạm một lần vào tai bên trái hoặc là bên phải đều được. Các bạn muốn chuyển bài thì hãy chạm 2 lần vào tai bên phải. Và các bạn muốn quay lại bài hát trước thì hãy chạm 2 lần vào tai bên trái. Để sử dụng chức năng Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần chạm vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 2 giây. Như các bạn có thể thấy thì trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe này. Để reset thì trước hết, trên thiết bị di động các bạn hãy chọn quên thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy tắt chiếc tai nghe của chúng ta đi bằng cách chạm và giữ vào cả hai tai khoảng 6 giây. Tiếp theo các bạn nhả tay ra, chạm và giữ vào cả hai tai khoảng 7 giây để bật nó lên. Khi chiếc tai nghe vừa bật lên xong, các bạn chỉ cần chạm 4 lần vào cả hai tai. Đèn hồng flash có nghĩa là các bạn đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Sau đó các bạn chỉ cần đặt lại vào trong đốc và nhấc ra kết nối như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe KZ-S1D True Wireless. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.